Chiều nay, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chương trình số 10 của Ban Thường vụ Quận ủy và chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong 9 tháng qua, mặt trận các cấp trên địa bàn quận Hải Châu đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện chương trình số 10 của Ban Thường vụ Quận ủy và chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã ban hành 25 kế hoạch liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bí thư Quận ủy Hải Châu ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong thời gian qua, đề nghị trong thời gian đến cần tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ mặt trận, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và giám sát của nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để lựa chọn làm chuyên đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung giám sát cần đi vào trọng tâm, lấy chất lượng làm chính.